Anh Huy, anh Đôn ơi, hai người có rất là nhiều kiến thức đúng không ạ? Cho nên là vòng 1 của chúng ta sẽ là vòng lựa chọn bất ngờ, không liên quan gì đến kiến thức ạ. À, cái này mình biết rồi, sẽ có hai sự lựa chọn và lựa chọn một trong hai. Đúng rồi, nở hoa hay là bế tắc đấy ạ. À, cái này cũng hên xui rồi, cái này không có dùng kiến thức. Đúng rồi, hên xui thôi, cho nên là anh Huy có vẻ rất là rành luôn rồi. Ta sẽ nhường cho anh Huy chơi trước nhé. Ủa, alo, anh Đôn có đồng ý không ạ? Ủa, đồng ý rồi. Vậy là đồng ý rồi hả? Vậy là đồng ý rồi đó hả? Trời ơi, hay quá. Hình phạt của chúng ta ở trong game này đó chính là nếu như Trần Anh Huy và anh Đoàn Nguyễn chọn sai thì người đồng đội sẽ phải ăn hết cái món đó. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên dành cho Trần Anh Huy. Hãy lựa chọn đâu là thanh long nguyên miếng. Xin mời bị đội Hiên Hòa. Bên tay trái của tôi là số 1 và bên tay phải của tôi là số 2 ạ. Theo linh cảm của tôi á thì người đứng bên trái là người đang cầm miếng thanh long, cho nên là tôi chọn bên phải là số 2 ạ. Ủa sao không có gì mà miệng em vậy? Rồi các bạn thử mở mắt ra đi ạ, coi hiện tại động độ các bạn như thế nào. Em có được mở không ạ? Được. Được, nhưng mà em mở ra cũng vậy à, em đâu có biết gì ở trên mặt em đâu. Phan bên phải mà. Bên phải là bên này. À thì, ủa thì hai cái cũng là thanh long mà. Thanh long nguyên miếng à. Mà đó lựa chọn sai rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Hãy lựa chọn đâu là bánh kem bình thường. Xin mời. Với cái khả năng mà mở được con mắt thứ ba thì mình sẽ lựa chọn ở bên bên tay kia, tay phải, chỗ nãy á. Tay kia là đâu à? Số 2 à. Số 2, xin mời. Ăn hết nha. Trời ơi, bánh kem không bình thường rồi mà bên trong có mắm hay gì ta? Há miệng à? Dạ. Nha. Ok rồi, tiếp ạ. À, tiếp ạ. Ôi trời, phải ăn hết. Có gì không? Có gì lạ không? Có gì lạ trong đó không? Chưa đến cái đoạn lạ. Chưa tới đoạn lạ, ăn thử coi có gì lạ không. Ủa anh trai, cho ăn hết đi anh trai. Là sao hí à? Ra nữa. Hả? Sao hí? Ủa không, hồi nãy ST kêu dở ra coi đi. Đúng không? Đúng rồi. Tôi nói vậy đúng không? Ủa nhưng mà cái này rõ ràng là vậy rồi. Rốt cuộc là cái này đúng hay sai? Đúng à. Đúng rồi, được 10 điểm rồi đó trời. Cái phần bánh kem còn lại là bánh kem với tương ớt. Wow. Chúng ta sẽ đến với câu số 3. Các bạn hiện tại đang có 10 điểm nhé. Hãy lựa chọn đâu là nước tinh bột nghệ. Nước tinh bột nghệ. Xin mời bị đội Hiên Hòa. Nhiều khi tinh bột nghệ khó uống hơn cái nước kia đó. Cái nước kia nhiều khi lại dễ uống. Đâu là nước tinh bột nghệ hả? Bên tay phải, số 2 luôn. Số 2 là sự lựa chọn của Trần Anh Huy. Kiểu gì cũng là trúng hoặc là không trúng thôi. Cái mùi này không phải nghệ nha. Mùi gì vậy? Mùi gì vậy Lịch? Thời tới rồi ạ. Tôi đâu có biết đâu. Tôi tưởng là một ly cà phê thôi. Tôi thấy bọt cà phê và rất là đen. Tôi đâu có biết đó là cà phê pha nước tương đâu. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Vậy là sau vòng 1 thì ủa rớt nước mắt luôn. Dạ, rất là đáng sợ. Rất là ghê. Và Trần Anh Huy, các bạn ghi về 10 điểm. Xin chúc mừng các bạn.